Cảm ơn hai nha, bữa nay đã tạo cơ hội cho con xuống đây để tặng cá cho ông. Con phải cảm ơn ông mới đúng. Đây là một cụ ông có hoàn cảnh rất là khó khăn luôn, nhưng vẫn cố gắng theo đuổi cái đam mê nuôi cá bảy màu này đó các bạn. Hôm nay mình quay một cái video hơi đặc biệt chút xíu, các bạn cùng theo chân mình. Nhớ là xem hết video đó nha. Ủa vậy là dắt này bà nằm trong bệnh viện của mình à? Dạ. Không có ai luôn? Không, không có ai, hai chồng rồi già. Rồi ông hai có con gái gì không? Không. Không luôn hả? Nói gì có đỡ đâu có. Sau khi mình up cái video cụ ông nuôi cá bẻ màu để nuôi vợ bệnh đó các bạn, thì có rất là nhiều ý kiến tích cực luôn. Và sau khi đọc những cái ý kiến đó, mình tổng hợp lại. Và hôm nay mình đã quyết định đem một số cá giống để tặng cho ông. Sẵn tiện mình quay cái video hướng dẫn các bạn đường đến nhà ông. Vớt cho anh mới coi sọt nè. Dumbo sọt, rồi Dumbo siêu tay bơi nữa, Platinum, Bluetooth. Nói chung là lựa hàng chuẩn chuẩn cho ông làm giống á. Với lại một mớ cá bầy nữa để cho ông bán nha mấy đứa. Và đây là một số cá mà mình vớt được để tặng ông nè các bạn. Chỗ của ông á khá là ít hồ cho nên mình không tặng nhiều dòng được. Ở đây á có 5-6 dòng gì đó, còn nào cũng đẹp hết trơn. Rồi thêm vài chục hũ cám trộn T10 với Artemia sấy khô, sẵn tiện ông cho cá ăn lúc mà không có mồi đó. Với lại ai lại mua cá nè, cần mua cám hay là Artemia thì nhớ ủng hộ ông nha, để ông có tiền trang trải cuộc sống, lo cho vợ bệnh nữa. Tuy là không có bao nhiêu nhưng mà cũ ít lòng nhiều. Mình đi từ quê ra đến thành phố Rạch Giá tầm 1 tiếng rưỡi. Đến cổng Tam Quan thì các bạn chạy đến hẻm 942. Chạy đến cuối hẻm thì chúng ta đã đến rồi đó. Tới đây thì các bạn quẹo tay phải nè, đi thêm vài căn nhà nữa là đến nhà ông thôi. Đi vô tới đây các bạn chỉ cần hỏi ông hai nuôi cá bảy màu là ai cũng biết hết trơn. Mình đi dọc đường mà sợ ông không có ở nhà ghê luôn, tại vì không có số điện thoại. Gặp được ông mà mừng quá trời. Cảm ơn hai nha, bữa nay đã tạo cơ hội cho con xuống đây để tặng cá cho ông. Con phải cảm ơn ông mới đúng.